kiểu gì em cũng nghe được, bài gì em cũng nghe được, nhưng mà em thích nghe ca khúc của Minh Hằng. Và từ khóa cuối cùng, Red Code, có một cái câu nói nào mà em đã từng đọc được mà em cảm thấy nó là một cái điều gì đấy mà mình nhớ và mình hay làm theo? Em nhớ là em đã đọc câu này ở đâu đấy, là khi mà bạn muốn dừng lại thì bạn hãy nhớ đến lý do bạn bắt đầu. Khi mà muốn kết thúc một điều gì đấy thì hãy nhớ vì sao mình bắt đầu nó. Em chỉ nhớ là em đã đọc câu đấy đâu, không nhớ là đọc ở sách hay là trên mạng hay ở đâu đấy, nhưng mà em rất nhớ cái câu đấy, bởi vì đã có rất nhiều lần em muốn bỏ nghề để đi kinh doanh, đi làm những thứ khác đấy, nhưng mà em lại nhớ là tại sao mình lại bỏ đi cái đam mê của mình, nhất là khi mà xung quanh mình tất cả gia đình, bạn bè rồi tất cả mọi người đều cho mình, đều ủng hộ mình, yêu cái đam mê đấy của mình, tại sao mình lại từ bỏ nó. Rất là cảm ơn Phương Muôn ngày hôm nay đã dành thời gian để đến với Sắc Màu Cảm Hứng.